Quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết Việt Nam ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài. Việt Nam đã tiếp nhận hơn 500 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào kể từ khi làn sóng dịch thứ hai bắt đầu vào ngày 25 tháng 7, trong khi không phát giác ca nhiễm mới trong cộng đồng suốt 79 ngày qua. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, tính đến tối ngày 19 tháng 11. Như vậy thì kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng Giêng cho tới nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.304 ca nhiễm bệnh. Trong số này có 691 ca do lây nhiễm trong nước, 35 ca bị tử vong. Việt Nam hiện vẫn áp dụng biện pháp cách ly đối với những người nhập cảnh từ vùng có dịch, với số lượng người đang được cách ly theo dõi là gần 17.000 người. Được biết thì tỉnh Quảng Nam hiện vẫn áp dụng biện pháp bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, địa điểm tập trung đông người. Vào sáng ngày 10 tháng 11, Ủy ban tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa đông, mùa xuân. Liên Hợp Quốc chất vấn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc bắt giam các nhà tranh đấu dân chủ. Thưa quý vị, năm cơ quan độc lập của Liên Hợp Quốc vừa công bố văn thư để chất vấn nhà cầm quyền Việt Nam về việc 4 thành viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và 2 thành viên thuộc Nhà xuất bản tự do đã bị bắt giữ, sách nhiễu. Tuy nhiên, phía Việt Nam chưa phản hồi văn thư này, dù đã quá hạn là 60 ngày. Văn thư được công bố hôm 17 tháng 11 vừa qua cho biết là các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc đã chất vấn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về các vụ bắt giữ, sách nhiễu liên quan đến các thành viên, đó là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và cô Phạm Đoan Trang, ông Hồ Sĩ Quyết của Nhà xuất bản tự do. Các cơ quan Liên Hợp Quốc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam cung cấp thông tin về cơ sở pháp lý, giải thích lý do và một số thông tin khác có liên quan đến các cá nhân, tổ chức trên. Theo quy định thì văn thư chất vấn yêu cầu các chính phủ phải phản hồi trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày, dù có phản hồi hay không, văn thư chất vấn sẽ được công bố một cách công khai. ASEAN và Trung Cộng cần nối lại đàm phán của COC. ASEAN và Trung Cộng được kêu gọi nỗ lực nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Và đồng thời, hai phía cần đẩy mạnh thực hiện đầy đủ tuyên bố về việc ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11 cho biết, thông tin vừa nêu là một trong những nội dung được đề cập đến trong tuyên bố chủ tịch của Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị cấp cao Đông Á 15. Bà Hằng cho biết đại diện nhiều nước tham dự hội nghị đã bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình, ổn định lâu dài trên vùng biển quan trọng của khu vực này. Tại cuộc họp báo ngày 19 tháng 11, bà Hằng nói rằng Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ đã xác định phạm vi và chế độ pháp lý với lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam phù hợp với UNCLOS 1982. Theo đó, Việt Nam và Trung Cộng có trách nhiệm tuân thủ một cách nghiêm túc. Cộng sản Việt Nam vung tay chi tiền thuế của dân 2.1 tỷ một cách bừa bãi mỗi năm. Thưa quý vị, lâu nay, công luận vẫn ngờ vực chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam phải giật gấu vá vai. Việc chi tiêu ngân sách từ tiền thuế dân vô tội vạ nhưng chưa có một con số cụ thể. Tuy vậy, bản tin mới nhất của báo Tiền Phong vô tình tiết lộ điều này. Theo đó thì mỗi năm, ngành thanh tra và kiểm toán của nhà nước phát giác khoảng 5% ngân sách quốc gia bị chi tiêu không đúng quy định, từ 45.000 cho đến 50.000 tỷ đồng và 2.000 hecta đất sử dụng không đúng mục đích. Ngoài ra thì ông Nguyễn Văn Thanh là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng nói rằng con số nêu trên được xác định trong thống kê 5 năm gần đây. Cùng với lại việc đề nghị thu hồi các khoản chi tiêu không đúng, cơ quan thanh tra được ghi nhận đề nghị xử phạt nhiều tổ chức và cá nhân có liên quan trong vấn đề vung tay quá tráng này. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết Andrew Giuliani đã xét nghiệm dương tính với coronavirus. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản xã hội Twitter vào thứ Sáu 20 tháng 11, con trai của luật sư Rudy Giuliani, tức là Andrew Giuliani, cho biết bản thân vừa mới xét nghiệm dương tính với COVID-19. Nhật báo New York Times nói rằng trước khi tuyên bố nhiễm bệnh vào thứ Năm 19 tháng 11, Andrew từng cùng thân phụ, tức ông Rudy Giuliani, xuất hiện tại một buổi họp báo mang nội dung lên án tình trạng gian lận bầu cử trong màn bỏ phiếu vào đầu tháng qua. Sự kiện có nhiều người tham dự nhưng không phải ai cũng đeo khẩu trang hay là giữ khoảng cách 6 feet. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC nói rằng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của luật sư Rudy Giuliani hiện cao hơn người thường vì tuổi già. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là nữ tài tử Angelina Jolie
làm phim về nhiếp ảnh gia chiến trường có tên là Dawn McCullin. Và ngày 19 tháng 11 vừa qua thì cô Julie xác nhận thông tin với lại Guardian rằng cô có vinh dự có cơ hội đưa Dawn McCullin lên màn ảnh. Angelina Jolie ấn tượng với sự dũng cảm, nhân văn và tinh thần tận tụy của Dawn McCullin trong nhiệm vụ lột tả sự thật về chiến tranh, lòng thương cảm với những nạn nhân. Biên kịch Gregory Berkey viết kịch bản dựa trên tự truyện có tên là Unreasonable Behavior của McCullin. Dawn McCullin là một trong những nhà báo chiến trường nổi tiếng nhất thế giới. Kể từ năm 1966 cho tới năm 1984, ông có mặt tại nhiều điểm nóng của chiến tranh như là Việt Nam, Bắc Ireland và thắng nhiều giải uy tín. Tài tử Tom Hardy sẽ đóng vai chính trong phim này. Vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Kiều Trâm và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và xin kính chào tạm biệt.